Trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Vậy là 32 con ha. 20 con cu Pháp. Với 12 con cu Đất về Nghệ An nha. Sáng nay được đơn nhẹ nhàng đầu tiên. Về Yên Thành Nghệ An. Đóng như cái này thì quy cách đi xa vẫn ok ha anh em. Vô tư thoáng. Không cần lúa nước gì hết, chỉ cần sáng mai là nó ok à. Sáng mai gửi 5 giờ thì 5 giờ sáng hôm sau tới thì một ngày không ăn không uống vô tư nha anh em. Rồi. Tối thì 32 con về Nghệ An rồi ha. Bây giờ là 40 con đi Phú Giáo ha. Phú Giáo, quán nhậu Phú Giáo. Tiếp theo là đơn thứ 3 trong ngày. Đơn thứ 3, một cặp thái đen dòng mồi, dòng thổ VIP, gửi cho anh trai ở Bình Chánh. Trước ảnh cũng đó, cục Pháp. Sảy chi ra ngoài không biết kiếm ăn ở mà lại nè. Kệ nó vậy mà vui anh em ơi. Chim sảy cho nó đi vòng 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 đi cho vui. Đói cũng lâu lâu cũng sảy vài con nữa. Cũng về đây nó về tàn nó gù rồi cũng dữ lắm. Đó. Đây. Bắt cặp con của cặp này ha. Rồi, nó đây nè. Về rút đen. Về rút đen. Về rút đen nha. Đây, nó đây. Chân quả gì đúc đen. Bây giờ bắt thôi. À, hai ở đây ha. Cặp chim thì bự tháng rồi mà hơi hơi nhỏ một xíu, hơi ốm. Nó cũng hết hết cám rồi. À, nó lựa cám ăn không à. Chim này đa phần ăn cám nhiều nha anh em. À, đây còn 4 con malai lẻ nè. Con này con lẻ luôn mà bữa đeo khoen không kịp á. Nên là giờ con này chắc nghi mái quá, ra cườm nhiều quá. Còn lại 4 con lẻ này không? Em đeo khoen chân trái này, con này khả năng trống à. Khả năng thôi nha, không có chắc được, như con kế bên nè, không? Nhìn mặt hai con bè bự. Con này là đeo khoen số mấy không biết. Tướng bự lắm. Nó thì lẻ như quay chung như vậy hết thì anh em nào bắt thì cứ con 500 ha. Chứ giờ kêu anh có bán lẻ mà trống hay không thì cũng khó lắm. Giờ lẻ thì anh em coi. Coi bắt được con nào bắt quay bắt trực tiếp còn không thì anh em tới lựa ha. Vô tư thoải mái. Chứ để đây. Đây cũng còn con lẻ này nhỏ con. Đây cũng còn mấy con lẻ nè. Mà đâu cườm hết nè. Mấy chờ vòng này thì để chơi luôn chứ bán sao khó bán lắm. Tại vì thực sự giờ nó đủ cườm, nó chuẩn bị gáy gù hết rồi. Bán con lẻ thật sự khó bán thôi, thà để như gáy gù mình nuôi thêm khoảng 3 tháng nữa thì nó gáy gù mình bán con chim tơ giá trị hơn. Mấy thứ hai là nó xác định được trống mái rồi ha. Đó. Bây giờ em tranh thủ em đi làm. Chúc anh em mình thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Anh em mình xem nhớ cho em xin đăng ký kênh nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.